Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.967 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức giá thấp nhất là 1.967,38 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.971,11 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 105,6 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 35.256 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khá mạnh trở lại, giao dịch ở mức 4,586% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 77,14 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng mạnh trong 3 tuần kể từ khi chiến tranh giữa Israel và Hamas bùng nổ hôm 7 tháng 10. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị đã đẩy giá vàng vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên ounce vào cuối tháng 10, mức giá cao nhất trong 5 tháng. Nhưng từ tuần trước cho đến nay, giá vàng bắt đầu suy yếu và đẩy mất ngưỡng chủ chốt này do cuộc chiến tranh tạm thời chưa có những dấu hiệu leo thang và lan rộng. Giới đầu tư đang thận trọng trong lúc chờ loạt phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này, bao gồm chủ tịch Fed ông Jerome Powell, người sẽ có hai bài phát biểu liên tiếp vào ngày thứ tư và ngày thứ năm. Thị trường đã đặt cược Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ giữa năm sau, nhưng sự đặt cược này hoàn toàn có thể đảo ngược nếu Fed tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn và nền kinh tế không suy yếu. Phát biểu trong ngày thứ ba, chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis ông Neil Kalkari hạ thấp kỳ vọng về việc Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất. Chúng tôi phải đưa lạm phát về 2% sau một khoảng thời gian phù hợp. Rồi nền kinh tế sẽ cho thấy cần mất thời gian bao lâu để đạt được mục tiêu đó. Tôi chưa biết sẽ mất bao lâu, ông Kalkari nói với hãng tin Bloomberg. Còn theo nhà phân tích Everett Millman của công ty Gaynell Villacoe cho rằng Fed càng bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm bao nhiêu, giá vàng càng được hưởng lợi bấy nhiêu. Còn ngược lại, nếu nền kinh tế tốt lên trong năm 2024 và Fed phải hoãn việc cắt giảm lãi suất, thì giá vàng sẽ đối mặt với nguy cơ bị bán tháo. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng giá, còn với mặt hàng vàng nhẫn bông số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 69 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,02 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 69 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Còn đối với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là BNG hiện tại thì không có điều chỉnh, mua vào mức 68,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,90 triệu đồng trên lượng. Mức giá này thì áp dụng cho cả hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 69 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70 triệu đồng trên lượng, cũng tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với Doji tại Hà Nội thì mua vào mức 69,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,10 triệu đồng trên lượng, tăng 250.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bông số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đến thời điểm này thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ, giảm 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại mua vào mức 58,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 59,65 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 58,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 59,75 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ can hàng thương mại hiện tại vẫn duy trì trong xuống tăng nhẹ, tăng 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.140 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.510 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.470 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.550 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 60 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và giảm 50 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.900.000, bán ra 7 triệu,
tăng 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.900.000, bán ra 7.002.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 6.890.000, bán ra 6.990.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.900.000, bán ra 7 triệu, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.910.000, bán ra 7.010.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SCC mua vào 6.905.000, bán ra 7 triệu, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.910.000, bán ra 7 triệu, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mi Hồng SCC mua vào 6.910.000, bán ra 6.990.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.930.000, bán ra 7 triệu, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank mua vào 6.910.000, bán ra 7.010.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.900.000, bán ra 7.020.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Đến thời điểm đầu giờ chiều nay cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng sau khi đã tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện tại tăng thêm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng cho đến 1.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.900.000, bán ra 7.002.000. STC Huế mua vào 6.897.000, bán ra 7.002.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.900.000, bán ra 7 triệu. STC Bạc Liêu mua vào 6.900.000, bán ra 7.002.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.898.000, bán ra 7.002.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Đến thời điểm đầu giờ chiều nay thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ sau khi đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện tại đang giảm trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận được số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.865.000, bán ra 5.965.000. Nhận được số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào 5.865.000, bán ra 5.975.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.855.000, bán ra 5.935.000. Vàng 24K mua vào 5.756.2.000, bán ra 5.876.2.000. Cùng giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.266.7.000, bán ra 4.466.7.000, giảm 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.275.5.000, bán ra 3.475.5.000. Vàng 10K mua vào 2.290.1.000, bán ra 2.490.1.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.